Tóc quen cái bà. Trời, để làm gì xong đẩy luôn đi, giờ này còn 3 farm nữa. Đẩy luôn đi, mắc mé này cả, đẩy luôn, quê luôn. Farm nữa trời. Rồi, giỡn quỷ. Ôi, chơi giỡn đập máy. Biết chơi game hay gì á. Từ từ thôi. Quánh gì vậy? Quánh đi, nhìn quánh đi kìa, nhìn gì hoài. Ôi. Ôi, bắt nhau. Ê, bắt nhau. Trời ơi, tao biết. Bắt nhau. Chừa tao biết lại chết nữa rồi. Em ơi. Má tụi bay làm gì tụi bay chỉ hoài vậy? Thích thì đưa bút máy chơi riêng đi, chỉ con què. Cái thằng cốt đột này sao mà đụng mẹ nó. Ở ngoài đó nó quậy chưa đủ gì mà vô đây nó quậy gì trời. Có tiền mà chơi nó chơi sáng đêm như không vậy. Không có tiền quá mà. Không có tiền thì đi chỗ khác. Đừng đứng đây chỉ người ta để người ta chơi. Má thoát ra luôn đi, khỏi chơi đi. Ờ, cũng định những kệ. Cóc cóc rồi. Ê, còn on. Bé ơi, em dễ thương quá à. Em ăn cơm chưa? Trời đất ơi, Ăn rồi, ăn rau luộc hay là rau xào mà em chấm nước mắm mấy lẫn tương hả? Trời ơi. Mà nhắn vậy sao rồi con người ta chịu được ba mới rủ ta đi ăn mà phải hỏi tùm lum hỏi khơi khơi. Tôi hỏi đi, nhắn lại đi, đừng hỏi vậy. Hỏi là em ơi, tối nay anh làm bữa chính cho em nhé. Ôi dài quá à, thôi hỏi ăn gì. Mày lắp hết cho tao. Ghét nói lên đầu tao ngồi. Lắp ngược. Nãy mày đặt hay lắm mà. Đâu phải đồ của mày, mày đâu có biết sót. Tao mượn nó cho mày đập hả? Mày đứng ngoài chửi hoài sao tôi xếp? Chứ tao không chửi là mày đập nữa. Ăn của mày có mấy ngàn tiền lét à. Mày đập vô cái máy này của tao. Gì vậy mấy cha, tới tao nữa hả? Thôi hai bay mở máy, tao bao giờ lẹ tốc độ vậy bà đẩy như bà lại da nha. Thằng này hiểu ra, thằng này hiểu biết chơi nè. Cái đẳng nó dữ á. Mở máy kế mày luôn nha, chứ ai như thằng kia. Bà Vũ ơi, mở hai máy bà Vũ ơi. Ờ đúng rồi đó, chứ ai đâu như thằng kia. Phải như vậy. Trai. Má giờ có mấy thằng thanh niên vậy là ta đỡ nè. Trai giàu có, không khoáng. Gái thèm đụ mẹ trẻ dài. Tao còn trẻ tao không. Bà chủ mấy 16 nay hơi chim hồng nên không uống được sting. Trời, cái lù quá em gái đâu ngon dữ trời. Ôi nó bán dữ trời. Bán hả? Có chỗ bật máy đi, mấy cái cạc năm xị đâu rồi. Lấy lem gái đi coi. Có lem rồi cũng lấy, mình lấy má. Quê quá. Hello bé. Em vô đây làm gì vậy? Ở đây đàn ông trai không à? Làm đĩ. 300 không? Ba cái bài trai vô mặt mày á. Tao giỡn vậy mà cũng tin nữa. Vô đây chơi nét chứ không lẽ đi làm đĩ thiệt má. À chơi game hả? Có chơi Liên Minh Huyền Thoại không? Có. Trời, vô đây là anh kéo em luôn á, anh cao thủ nè. Trời, anh văn cao thủ lận. Em anh gì? Thách đấu. Thì tuần trước anh cũng thách đấu á mà mới rớt xuống á bé. Trời ơi, vô đi đánh chung anh là hết sảy luôn, anh kéo à. Biên team anh là đánh team mà, đánh team đánh group á. Anh giải phường 5 nè. Vô luôn em vô. Ok. Tạo phòng đi nghe, Rồi tạo này là phải. Tụi anh gánh em chiến này. Team 5 nha. 19271 á. Mở đi tạo phòng đi. Má. Không lính đi mấy cha. Rồi cái trụ của mít sao bể mẹ nó rồi. Ai đưa bắn như cái lồ biết trời. Support thì đi KS. Ủa tao đéo hiểu cái team này vận hành sao luôn á. Trời ơi luôn á trời. Cái gì vậy? Có thật sự là bắn giải phường 5 không vậy trời? Trời đất ơi. Cái gì vậy? Con gái mà tao tưởng con trâu không á. Coi nó kìa. Sao vậy trời? Có thật sự là cao thủ không vậy? Hay là đồng 1, đồng 2 vậy? Tụi bay đấy phải gánh team đâu mà team đánh tụi bay. Là cô nội nhỏ rồi, cao thủ luôn đó. Con tao gửi thì tao quýnh ngày 10 chặt. Tao bánh tụi bay nè, chứ tao đi nào ở đây có một mình tao thôi nè. Chưa đó còn được mà, con cứu được mà. Thôi cứu rồi, cứu. Má thiệt á. Động não lên đi. Bắn cái gì kỳ vậy? Má nó thiệt chứ trời. Cái chó này, ốc chó hả? Cắt nghĩ với mẹ tụi bay rồi cũng bị gì vậy? Má không rời má khỏi nó được luôn. Trời đất ơi. Má, trời ơi con trâu này. Cái chuỗi đó. Mày tao trâu ơi, mày sao mày cứ đứng cao mà đứng làm gì vậy? Đứng đó làm chi vậy? Tao phít mạng mà má thiệt á. Cái gì mẹ cứ chơi nó đi. Thôi vậy. Con quýnh ghê quá. Ghê á. Mới chơi được 4 năm á, chứ mới chơi cái gì. Tưởng không hay ai ngờ mà hay thiệt á. Má ghê thiệt. Trời cái mẹ tụi mày vậy, phòng hút thuốc con gái này mà hút gì trời? Gì vậy trời, tiệm nát đây làm cái lương hương vậy trời? Hút dễ hơn xíu đi trời. Ôi ngọt quá, lịch sự đi em ơi. Mình trong đây đây trời. Hay gì má, hút hoài. Hút đâu mà. Má làm như là sương mù á. Con gái người ta ngồi ở đằng đó kìa. Ai hút thuốc có ý thức xíu nha, đây con gái ngồi đây nha. Tao nói tao hút nha, tao nghe nhạc nha. Tao nói tụi mày dẹp đi hút vô cho. Má nó hút hoài. Con gái ở đây mà hai bé hả? Tao hút nàng lồ. Trời cái lùng quá. Trời ơi. Sao bất ngờ này tới bất ngờ khác vậy ta? Ý kiến gì? 70% con người của tao là nicotine. Tao gặp tụi bánh tiền đình luôn á. Hơi tự nhiên nghe bé hút đi. Cái lùng quá. Hút đi. Em ơi bé, em là con gái mà nữ quyền. Bé, cái miệng em giống cái lừ quá. Rồi sao? Đánh tiếp đi kìa. Thiệt luôn cái trời ơi. Con nhỏ này hút này chứ không ai hết trơn hết trời, tao biết mà trời đất ơi. Mày có điên không? Cái tiệm nét của tao mà tao tưởng cái am không á. Cái họng mày á mà tao tưởng là hả cái bát nhang. Còn mấy đằng này nữa đó. Khách quen mà thấy nó không cũng nói. Còn mày nha con gái nha. Có ngày con tao quýnh á. Mày nữa. Nó hút tôi cũng không nào chảy mũi chạy. Má đéo hiểu luôn, tiền cái miệng nó hút cái mình bị chửi. Thấy mẹ với tao à. Thôi em bớt cái miệng em lại luôn đi bé ơi. Thôi đợi quá giờ còn gì đâu hút mà bớt ba. Nội chứ hèm về nhà hút giùm cái. Lồn cọc đi trời, đánh đi men cho. Bà chủ cho mấy cuối. Mấy cuối? Làm gì đây? Tôi làm chuyện riêng. Mấy cuối mở rồi đó, đi xuống đi. Làm gì nữa trời. Tao nhìn cái mặt bệnh tao nghi lắm nè. Quán tao làm ăn vô làm ba chuyện bậy bạ tao chết luôn á. Sáng giờ gặp gì đâu không á. Làm gì ta? Coi cái lồn gì đây? Má mày. Trời ơi cái lồn má. Dạ. Con học bartender. Trời ơi cái lồn má. Mày học bartender mà mày vô đây mày thẩm thủi mày lén la lén lút chi vậy? Dạ tại con cần sự riêng tư con mới tập trung học. Thì đủ mẹ, người ta muốn đi học thì người ta ra trường ra lớp người ta học cho đàng hoàng. Chứ mày vô đây mày thẩm nội mày coi mày lén la lén lút tao tưởng à mày làm cái gì bậy bạ. Dạ tại con không có tiền. Thiệt tình á. Đang cái mút chửi mà mày nói cái tao xìu luôn. rồi không có tiền mà mày chịu học gì thì thôi ấy, mày làm cho tao thử cái món nào từ nãy tới giờ mà mày giỏi đi, mày học đi, rồi tao cho mấy đứa nhỏ ở ngoài nó uống rồi hợp nó không? Hợp thì mai đi qua đây làm nước bán cho tao rồi kiếm tiền đi học đàng hoàng cho tao à. Chứ không có mà vô đây hậm thụi đâu. Dạ, cảm ơn cô. Vô cái đi, vô cái đi. 1, 2, 3. Vô. Hả? Tôi dắt luôn á. Ngon trời. Hả? Đừng á, mày sẵn thái á. Nè mấy bạn nè. Ngon á. Cái gì vậy trời? Cái gì kỳ hoài? Trời ơi, ổ ra luôn bây giờ. Sao ngon này kỳ vậy ta? Ngon này cũng nãy ngon kia nè. Trời, vô lẹ vậy, vô lẹ vậy. Nó kèm đau nữa. Bình tĩnh lại Nhi ơi, Nhi ơi, bình tĩnh lại, đừng, đừng á. Bón mà Dũng nó cho uống cái gì mà rượu lòng trắng. Làm như nó cho uống thuốc sổ quá phải không? Chứ đéo phải dưa leo trong phần ruột dưa leo gì đâu. Là dưa leo sổ rồi mày ơi. Dạ. Cái gì vậy trời? Trời ơi, tới rồi ông giảo rồi. Quặng rồi, khăn giấy đi, quặng rồi. Tới rồi ông giảo rồi, ra luôn rồi. Quặng rồi, ra luôn rồi. Hồi bữa giờ tao bón mà, bartender nó cho cái ly rượu lòng trắng dưa leo ra rồi, thủm thủm rồi. Mày chắc mày ba tao chứ mày bartender cái gì? Học vậy ba má mày buồn lắm á, mày cần sự riêng tư chi nữa. Cái lồng má nó cái lộn gì vậy? Cái nước lộn gì vậy? Rồi đứa nào mất đĩa túi vậy trời? Cái tiệm nét của tao mà tao tưởng cái toilet. Trời đất ơi, cái quán nét nhà tao, trời đất ơi, trời chết rồi. Hết thành cái am bây giờ thành cái toilet công cộng rồi. Đi về nhà ỉa mấy ông nội. Đi về. Trời ơi. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, thật lẹ thôi. Trời ơi, tao đóng cửa, tao chết nữa. Trời đất ơi, tao sai sẫm mặt mày luôn mày ơi. Đứng đó mày quay nữa, tao hồi tao xỉu đây đó. Thúi quá rồi đó.